27 học sinh, 7 giáo viên, nhân viên trường Dương Tính sau vài ngày đi học. Hà Nội có số ca mắc mới kỷ lục thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người mắc Covid-19 tại nhà. Những loại thuốc cần chuẩn bị sẵn trong nhà nếu thành F0. Hà Nội, tòa nhà tái định cư khu đất vàng được trưng dụng làm nơi điều trị F0. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Sau một tuần dạy học trực tiếp, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 34 ca F0. Chiều ngày 20 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo định kỳ và thông tin trên được ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong cuộc họp. Cụ thể, ông Trịnh Duy Trọng thông tin, sau một tuần dạy học trực tiếp, ngành giáo dục ghi nhận 34 ca F0 xuất hiện trong nhà trường, trong đó có 4 ca là giáo viên, 3 ca là nhân viên và 27 ca là học sinh. Những trường hợp này, các trường học đã vận hành quy trình xử lý F0 và tiến hành theo hướng dẫn, ông Trọng nói. Trả lời câu hỏi việc chia đôi lớp để dạy trong một tiết học có hiệu quả hay không, ông Trọng nói, do nhiều cơ sở giáo dục có phòng ốc chật nên nhà trường tách đôi lớp để dạy học. Đương nhiên, khi tách đôi lớp thì có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả dạy học. Vì dạy một lớp có đầy đủ học sinh thầy cô tương tác trực tiếp sẽ khác với việc thầy cô chạy qua chạy lại dạy hai lớp. Một số phụ huynh tự xét nghiệm nhanh cho học sinh trước khi đến trường. Khi phát hiện dương tính nCoV, các em đã được cho ở nhà ngay nên hạn chế sự lây nhiễm trong trường học. Nếu gia đình có điều kiện, phụ huynh có thể tự xét nghiệm cho con em phát hiện sớm F0, không cho các di chuyển đến trường. Điều này giúp hạn chế việc tiếp xúc với những các em trong trường. Trong hướng dẫn xử lý F0 là học sinh, Sở y tế chia ra F0 tại trường học và F0 tại nhà, tất cả những trường hợp này đều nằm trong kịch bản ứng phó của các trường. Sở đã có văn bản hướng dẫn quy định theo cấp độ dịch, các trường sẽ tổ chức dạy trực tiếp với quy mô, số tiết như trong hướng dẫn. Khi có sự thay đổi cấp độ dịch ở từng địa phương, các cơ sở giáo dục sẽ thích ứng linh hoạt an toàn. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tuần từ ngày 13 cho đến ngày 25 tháng 12, thành phố sẽ tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp với học sinh khối 9, 12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 tuần thí điểm, thành phố sẽ đánh giá, xem xét và quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Ngày 20 tháng 12, cả nước có 14.977 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục cao nhất với 1.612 ca. Hà Nội ghi nhận kỷ lục mới hơn 1.600 ca mắc COVID-19. Ngày 20 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 1.641 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 406 ca cộng đồng. Hà Nội đã lập tổ hỗ trợ theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà trước ngày 20 tháng 12 năm 2021 với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai. Cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý F0, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của người cách ly thì thông báo ngay cho cán bộ y tế của trạm y tế. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 20 tháng 12, trong đó có 4 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch công ty trách nhiệm hữu hạn GE Hà Nam tại huyện Lý Nhân, 3 bệnh nhân trong người thân tại bệnh viện giã chiến số 1 Lam Hạ, 8 trường hợp tiếp xúc và là F1 của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó. 6 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi ghi nhận thông qua sàng lọc y tế. Hiện tại, bất cứ ai cũng có thể trở thành F0 nếu được theo dõi cách ly và điều trị tại nhà. Mỗi gia đình cũng cần trang bị sẵn một số loại thuốc cần thiết sau đây. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, các nhóm thuốc bạn cần chuẩn bị sẵn trong gia đình phòng trường hợp bạn hoặc người thân trở thành F0 bao gồm. 1. Thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt không cần kê đơn có thể mua sẵn để ở nhà, nên mua nhiều loại hạ sốt khác nhau dạng viên nén, viên rủi, bột với hàm lượng phù hợp với các thành viên trong gia đình. Các gia đình có trẻ nhỏ nên chuẩn bị thuốc hạ sốt hàm lượng thấp phù hợp với trẻ và nên chuẩn bị thêm thuốc đặt hậu môn chỉ được dùng thuốc hạ sốt khi sốt từ 38,5 độ C trở lên. Khi sử dụng, cần dùng đúng liều lượng, tuyệt đối, không uống để dự phòng. Có nhiều cá nhân lo lắng mắc COVID-19 nên đã mua các thuốc có thành phần giống paracetamol như Teleno về để uống. Các loại thuốc này uống không những không có tác dụng ngừa bệnh mà còn có thể gây gộ độc. Bác sĩ Khanh khuyến cáo không nên mua hạ sốt có thành phần aspirin. Hiện tại, Việt Nam đang lưu hành dịch sốt xuất huyết Việc sử dụng thuốc hạ sốt có thành phần aspirin sẽ gây nguy hiểm cho người bệnh sốt xuất huyết. Thuốc hạ sốt an toàn nhất là thuốc có chứa thành phần paracetamol. Khi sử dụng thuốc hạ sốt cần dùng theo hàm lượng phù hợp với tuổi. Liều dùng hạ sốt paracetamol là 10 đến 15 mg cho 1 kg cân nặng. Ví dụ, trẻ dưới 10 kg uống gói hàm lượng 80 mg, người lớn 50 kg uống 1 viên 500 mg người lớn có cân nặng trên 75kg có thể uống 2 viên 500mg. Một ngày không được sử dụng quá 5 lần, tương đương 75mg trên 1kg. Với các trường hợp đã hết sốt phải dừng uống hạ sốt, bác sĩ Khanh cho biết có nhiều người dù đã hết sốt nhưng vẫn uống một lượt 2-3 viên. Việc này làm vừa hại gan vừa khiến cho cơ thể có các biểu hiện tại chỗ như hạ nhiệt cơ thể đột ngột hơn 35 độ C, vã mồ hôi lạnh, mệt mỏi. Lưu ý, có nhiều thuốc thành phần hạ sốt đều là paracetamol nhưng tên gọi khác nhau, vì vậy cần đọc kỹ thành phần thuốc trước khi mua. 2. Thuốc ho Theo bác sĩ Khanh, khi nhiễm COVID-19, người bệnh thường bị ho nhiều, do đó nên trang bị các loại thuốc trị ho như sido, các thuốc long đờm, bổ phế. 3. Thuốc trị tiêu chảy bạn có thể mua sẵn thuốc trị tiêu chảy thông thường để ở nhà, bởi khi bị nhiễm COVID-19, người bệnh có thể có triệu chứng tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. 4 thuốc đau dạ dày. Nếu gia đình có người bị đau dạ dày, bạn có thể chuẩn bị sẵn thuốc trị đau dạ dày ở nhà. Trong thời gian bị cách ly, có nhiều người bị căng thẳng, tâm lý nên cũng có thể bị đau dạ dày. Nên dự trữ thuốc để uống khi có các triệu chứng khó chịu và chưa đến mức nhập viện. 5. Thuốc kháng đông, kháng viêm Theo bác sĩ Khanh, mọi người không nên tự mua thuốc kháng đông, kháng viêm. Việc mua thuốc này cần có chỉ định của bác sĩ bởi nếu dùng sai cách sẽ khiến cho bệnh nặng hơn. Trong điều trị COVID-19, kháng viêm là thuốc ức chế miễn dịch, chỉ dùng khi bệnh nhân trở nặng, hệ miễn dịch hoạt động quá mức và có thể gây hại ngược lại cho cơ thể. Tình trạng này thường gặp trong giai đoạn sau của bệnh, nếu dùng quá sớm và giai đoạn đầu của bệnh hoặc khi bệnh đang nhẹ sẽ làm mất đi khả năng chống virus tự nhiên của cơ thể và tạo điều kiện cho virus tấn công cơ thể dễ dàng hơn. Hiện nay, các thuốc kháng viêm kháng đông chỉ dành cho các bệnh nhân suy hô hấp, loại thuốc kháng viêm thường được dùng nhất và thuốc kháng đông được sử dụng có thể là varazoraban apisaban và dabigatan ngoài ra các gia đình nên trang bị các lọ xịt họng muối biển hoặc xịt mũi cho cả trẻ em và người lớn để phòng trường hợp có các biểu hiện về tiêm mũi họng bên cạnh đó người dân nên chuẩn bị các loại thuốc như vitamin b c d để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể một điểm cần đặc biệt lưu ý là dù thuốc trị bệnh hay thuốc bổ cũng cần phải dùng đúng lúc và đúng cách để tránh những tác dụng phụ nguy hiểm cho sức khỏe. Sau khu thu dung bệnh nhân F0 thể nhẹ đầu tiên tại 72 Trần Đại Nghĩa, ký túc xá trường đại học xây dựng, quận Hai Bà Trưng tiếp tục thành lập điểm thu dung F0 mới tại tòa nhà tái định cư phía Nam Đại Cổ Việt, số 4A Đại Cổ Việt. Khu thu dung này có quy mô 1.000 giường. Trong tuần này, một điểm thu dung mới sẽ được thành lập tại tòa nhà tái định cư phía Nam Đại Cổ Việt, số 4A Đại Cổ Việt. Khu thu dung này có quy mô 1.000 giường, đủ để đáp ứng nếu nhu cầu điều trị tăng cao trong thời gian tới. Được biết, dự án đầu tư xây dựng giải đất phía Nam đường Đại Cổ Việt được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chính thức ban hành quyết định phê duyệt từ ngày 1 tháng 4 năm 2002 và giao cho công ty tu tạo và phát triển làm chủ đầu tư. Trong đó, khối nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu thuộc lô đất có ký hiệu 4 của dự án được khởi công xây dựng từ những năm 1995-1996, cao hơn 20 tầng với 155 căn hộ. Đến nay dự án này vẫn còn giang dở. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.